hàng loạt các cuộc triển lãm nghệ thuật hưởng ứng lễ hội Huế đã diễn ra vào ngày hôm nay, 12 tháng 4 năm 2014, tại nhiều địa điểm trong thành phố Huế. Tại khu vực Hoàng thành Huế có đến 7 cuộc triển lãm. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với nhóm dự án trùng tu, bảo tồn và đào tạo Đức tổ chức triển lãm ấn tượng và báu vật Hoàng cung, ẩm thực cung đình Huế tại công trình Tảo Phu, Đại Nội Huế. Với triển lãm này, lần đầu tiên công chúng và du khách trong ngoài nước có dịp thưởng ngoạn một cách toàn diện về cuộc sống và công việc trong chốn Hoàng cung của Triều Nguyễn, được thể hiện đầy đủ và sinh động qua các pano thông tin, pano hình ảnh và các cổ vật. Trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa các hình ảnh để làm sao phối hợp được ăn ý với nhau và khớp với nội dung, thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải thông qua triển lãm. Triển lãm ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ trưng bày các tác phẩm chụp về những khoảnh khắc của Huế, từ Đại Nội đến dòng sông Hương, các làng mạc và các nhà rường xứ Huế, đến các hình ảnh dung dị của cuộc sống người dân vùng nông thôn của Huế cũng đã diễn ra vào ngày hôm nay. Tại trường làng Tử Cấm Thành đang diễn ra cuộc triển lãm Huế xưa, giới thiệu 200 bức hình chụp về người dân và triều đình Huế trong thế kỷ trước. Các phu quan Triều Nguyễn, các hoạt động trong cung cấm của những thập niên 30-40 của thế kỷ trước ghi lại không gian Huế xưa đầy xúc cảm đối với người xem. Tại sân sau cung Diên Thọ diễn ra triển lãm Mảnh sống của năm họa sĩ, trong đó có họa sĩ Pháp Goric. Điểm nhấn của các cuộc triển lãm trong Hoàng thành Huế là không gian văn hóa làng Bắc Tràng giữa lòng cố đô Huế tại khu vực phủ nội vụ trong Đại Nội. Ngoài việc thưởng lãm các sản phẩm gốm độc đáo của làng nghề gốm miền Bắc Bát Tràng, du khách còn được theo dõi quá trình làm ra các sản phẩm gốm Bát Tràng từ khâu nặn đất sét cho đến các khâu trang trí gốm, các họa tiết trên gốm do chính các nghệ nhân đến từ làng Bát Tràng thực hiện. Tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu hôm nay diễn ra chương trình nghệ thuật sắp đặt và âm nhạc đường phố tại trụ sở tạp chí Sông Hương trên đường Phạm Hồng Thái diễn ra triển lãm Về Lại Về. Tại Bảo tàng Văn hóa Huế diễn ra 3 cuộc triển lãm trưng bày gốm nghệ thuật Minh Long, trưng bày áo dài Việt của nhà thiết kế Minh Hạnh, Sĩ Hoàng, Lan Hương và triển lãm niềm vui của người lao động trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Ngoài ra tại Gallery Sông Như, số 14 hẻm 7 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế đã diễn ra triển lãm trưng bày 40 tác phẩm, trong đó có 30 tác phẩm hội họa và 10 tác phẩm thời trang của các giảng viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm hội họa được sáng tạo trên các chất liệu mới như phấn tiên, in đá độc bản, sơn dầu trên bố. Nhà thiết kế Phan Tuấn Anh cho biết, các bộ sưu tập thời trang trưng bày tại triển lãm lấy ý tưởng từ hình ảnh rùa đội hạt với chất liệu vải được xử lý mới mẻ. Mỗi bộ trang phục đều được thiết kế phối trộn giữa các chất liệu để tạo ra một vải như gỗ, tranh sơn mài, nghệ thuật thêu tay nhưng vẫn không xơ cứng vải.